Xuyên đêm giải cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi ở Quảng Bình. Một xe khách chạy tuyến Nam Định Đà Nẵng chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu. Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của huyện vừa cứu hộ thành công 18 người mắc kẹt trên một chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận được thông tin về chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực bản Khe Ngát, thị trấn Nông Trường Việt Trung, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp cận và ứng cứu. Hiện các hành khách đã được đưa vào bờ an toàn và chuyển về trạm xá thị trấn Nông Trường Việt Trung để chăm sóc sức khỏe, vì đây là khu vực nước lũ chảy xiết và mạnh nên chiếc xe khách hiện tại đang được dùng dây neo giữ, chưa thể đưa vào được, ông Thủy nói. Trong khi đó, Đại tá Đặng Văn Hoành, trưởng công an huyện Bố Trạch là người trực tiếp tham gia chỉ đạo giải cứu hành khách mắc kẹt trên xe cho biết, tại hiện trường nước lũ chảy mạnh nên việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân được ưu tiên hàng đầu. Ban đầu thấy dòng nước chảy cuồn cuộn, tôi nghĩ việc cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi giằng giữ được xe, lực lượng cứu hộ đã lần lượt đưa được các hành khách vào bờ. Đến 5 giờ sáng mới đưa được hết người, giờ mới bắt đầu về trạm y tế để xác minh cụ thể. Vì lúc đó phải tập trung cho việc chỉ đạo cứu hộ nên tôi chưa nắm được thông tin về nhà xe này. Trước đó vào khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 10, xe khách Hiếu Hoa chưa xác định được biển kiểm soát, lưu thông theo hướng Nam Bắc trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông. Khi đến ngã ba thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, thấy cơ quan chức năng đặt biển báo ngập lụt trên đường Hồ Chí Minh ở đoạn trốc xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch, tài xế xe khách đã rẽ vào tỉnh lộ 563 để lên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi xe khách đi đến ngầm tràn Khe Ngát thì bị nước lũ mạnh đẩy ra xa và mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết. Trên xe lúc này có 18 người. Sau gần 4 giờ vật lộn với dòng nước lũ, các hành khách được cứu hộ vào bờ và đưa đến trạm xá để chăm sóc sức khỏe.